Hello, xin chào các bạn. Hiện tại là mình đang ở trong shop bán đồ rau củ quả của người Thổ. Mình đi chợ. Có cái na Việt Nam, mình giống na Việt Nam luôn. Mua mấy trái bán 7 đồng ký. Đẹp quá trời luôn nè. Dạ. Đồ này không được tươi. Chắc cuối tuần chuẩn bị ăn lẩu. Vừa cá vừa thịt. Đang rửa rau để chuẩn bị cho nồi lẩu. Rửa rau để ăn chung với lẩu. Khoai lang, đây là nồi nước lèo của lẩu, xà lách son, đây là rau đậu mầm, rau này ăn tốt lắm. Ăn lẩu có mì mì gói ngon, mì lẩu Thái, xà lách. Đồ ăn đã xong rồi, mời các bạn cùng ăn lẩu nha. Trộn hai loại rau lại này. Bò thái mỏng này, thóp xay. Cá tôm. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn chung với gia đình mình nghe. Ngon quá, hấp dẫn quá, mùa đông lạnh mà ăn được cái nồi lẩu vừa tôm, vừa cá, vừa thịt, vừa rau, rồi nước lèo cay cay thơm thơm nữa, thật là hấp dẫn. Thôi mời cả nhà. Đi, mời cả nhà. Cá tươi mới về ăn luôn tại chỗ. Ăn đi. Từ từ, tới không mời cả nhà mời thôi ăn bên này đẹp hơn này bên vừa sữa áo nhờ đố mà. Không thấy mặt chơi kiểu đó chết á bà này dám không thế station đi làm rồi dám không nhưng mà đừng quay mặt có đó lạ. Nhưng mà tự YouTube nó ban không? Ban ạ. Intention là... Mình đầu tiên với nó là không có làm những cái gì mà con biết trong dưới 18 rồi không coi được á. Tôm. Tôm cũng tươi nhỉ? Ngon này nha, này nha. Tôm ngon không? Rau này chẳng phải ăn vài đưa chén này. Ừ. Ăn vài nào. Rau này ngon. Thank you.
buổi trưa nhóm nó tao thì sơ qua này, em dội nước sôi qua ngon xong ăn với miếng cơm với cá mà còn đó xong bữa còn mình không nấu cơm thì nó thích rửa tay không phải rửa tay mà thích kiểu của nó sôi rụm rụp ấy ngon hấp dẫn chưa mùa đông lạnh mà ăn lẩu là số một đó sao nó xong chúng mày thôi đừng nhúng chín quá ăn ngon cho mình mua về mình ăn đi. Nó xuống rồi nó chan nước nào vừa đừng nó chan nước. Rồi cho sạch ăn trước đi. Bỏ ra đây nè. Ăn đi gấp. Đừng nó xuống chưa nó từ là mềm lắm. Thuốc cái nước lèo tỉnh người ăn nó không có bị cay mà cay quá mình ăn nó mất rồi nó ngọt nhỏ nhỏ lửa đó. Nữa không? Nhiều quá nên hết rồi. Yeah. Ok. Xong thêm nữa không? Chút thì thêm nữa. My... Oh, so I put so the wrong time. She know, mum? And you don't know. Does it sound a birth certificate? Physical is 93, emotional is 57, intellectual is 71. You got the lowest, like, intellectual of us. Mom, I'm gonna download this app for you. It's gonna tell you your horoscope to have her reading. Yeah, but mom, me. Xong rồi mấy cái nhỏ xay sinh tố uống sinh tố gì mà cả 10 loại trái cây trong này. I never make this much of a mess. Why is it made so much mess? I wipe it out. Anyway. I can't break it. I'll leave out if you add more fun. So we just keep your hand on? Yeah. What's that sound? It's just fingering against it. Big bad kiwi. Củ khoai này ngon lắm đấy nè.